Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình thử tháo cái máy khò này ra xem cấu tạo bên trong nó như thế nào. Tại vì công suất nó rất là cao và mình chạy cái này rất là bền. Đó, nhiệt ra rất là nóng luôn. Thì không biết là bên trong nó cấu tạo có phức tạp hay không mà giá này rất là rẻ. Nó có 200 mấy 300 ngàn một cái thôi. Đấy. Bây giờ mình tháo nha. Nắp này thì nắp bảo vệ thôi. Ồ. Ồ, rớt rồi. Ồ. Đơn giản quá trời. Như cấp nguồn vào nhé các bạn. Đây là có cái công tắc. Công tắc này là hai cấp độ yếu và mạnh đó, một là yếu hai là mạnh. Nhiều em lên đây thì nó có cái gì đây, mình thấy quá đơn giản không các bạn ơi. Rồi hết rồi, đi có chừng này thôi. Đây là cái motor này, nó xài điện là 220 luôn, là nhưng không phải. Ồ, nó chỉ có cái motor này, nó quay làm gió thổi thôi, gió thổi mát. Còn đây là dây mây so hay dây xanh, tháo ra luôn cho các bạn xem. Nếu mình biết cấu tạo thế này thì trường hợp nó bị hư á, thì cũng sửa rất là dễ các bạn, không có gì khó khăn. À, dây vàng của motor nối chung với cái nguồn này, còn dây này thì nối qua bên trợ. Dây motor này lấy nối qua bên trợ, như vậy nó làm theo kiểu biến thế từ từ cảm á, thế từ ngẫu ra được luôn. Đấy, này bằng sứ cách nhiệt, tấm tấm cách nhiệt. Và dây âm là như nào đây? Dây âm là dây xanh này, dây xanh là dây chung, nó đi từ đây, nó đi vào đây. À, như đây là cái điểm này nó nối này, để mà nối lại với nhau thì ra cái điện chắc là 12V cho cái này, 12 hoặc 24V cho cái motor này là cố định. Đấy. Tiếp theo là chạy tới đầu này luôn, là cái số yếu nhất, số yếu nhất. Đơn giản nha. Về trường hợp này nó hư thì mình sẽ quấn ra thôi, rất là dễ sửa. Đấy. Motor này mà cháy thì quấn lại, đơn giản. Đấy. Quá rẻ luôn các bạn. Không phải, nếu tính vậy thì quá mắc luôn. Tại vì 200 250 250 mà cái sợi này bao nhiêu tiền đâu, sợi này cho 20 ngàn, motor này khoảng 20 ngàn. Rồi cả cái vỏ nữa, cái vỏ này thì nó sản xuất hàng loạt thì 10 ngàn cái. Thì chi phí sản xuất cái này á, cho cao lắm là 50 ngàn. Vậy mà nó bán 250. Lãi suất rất là cao. Chắc mình chuyển qua đi sản xuất máy quá. Cho nên sau này mà các bạn có sử dụng cái máy khò thế này này mà bị hư á, thì cũng đừng có vội vứt bỏ nhá. Cứ tháo ra sửa đi, nó đơn giản thôi. Cái này mà nó đứt được á, thì mình thay dây máy so khác thôi. Dây này chắc cũng rẻ thôi, không có mắc đâu các bạn. Motor này cháy thì mình mua motor khác. Motor này trên mạng bán tầm mười mấy 20 ngàn cái thôi. Đấy. Bây giờ mình sẽ cắm điện, mình chạy thử không như thế này cho các bạn xem thử nó như thế nào nhá. Chạy không thế này thì rất là nguy hiểm đấy. Cho mình sẽ chạy ở cái số nhỏ thôi. Đây là dùng điện 220V luôn các bạn.
để nấc nhỏ nhất. Như vậy motor này nó có thể nó giật rất là mạnh này. Cắm điện 22 này, bắt đầu bật. Nóng lên liền thôi. Có vẻ nóng cũng không có đều lắm. Uf, rất là nguy hiểm, rất là nóng luôn các bạn. Các bạn thấy video hay và hữu ích thì hãy nhấn like và chia sẻ nhé. Đồng thời nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình theo dõi những cái video mới nhất mình chia sẻ một cách chân thực nhất và những cái ứng dụng trong cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.